có giá trị là 25 triệu và gọi là bắt theo cái quan sát của camera đó, thì bắt cái người lấy cái này. Thì vị khách này hỏi với tôi rằng là luật sư ơi, trong trường hợp mà người quen của tôi bị như vậy có giá trị là 25 triệu, vậy thì trong quy định của pháp luật như thế nào? Thì tôi cũng đã tư vấn và nhận được quy định của pháp luật quy định của các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chứ nếu như trước đây luật hình sự năm 1999 đó là trộm cắp tài sản và tháng 6, thì hôm nay sẽ là điều 173 quý vị và các bạn ha. Điều 173 của Bộ luật hình sự. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp sau thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thưa quý vị và các bạn, đặt vấn đề ở chỗ này một tí xíu nha. Thông thường thì cái giá trị tài sản được tính như thế nào? Ví dụ như hôm nay tôi có một bị can trộm cái tài sản với cái laptop được định giá là 5 triệu đồng. Cách tính là như thế này, tại thời điểm họ mua là 15 triệu, tuy nhiên họ đã xài, họ đã sử dụng và định giá cái tài sản mà cái laptop này đến thời điểm mà cái bị can này trộm đi thì chỉ còn có 5 triệu đồng. Và 5 triệu đồng này đủ cái khoảng cách mà từ 2 triệu cho đến 50 triệu, dưới 50 triệu thì cái khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm. Do vậy thì tôi cho rằng nếu trong trường hợp cái laptop 5 triệu đồng và cái hành vi lén lút lợi dụng sự quản lý sơ hở của chủ sở hữu cái laptop để trộm cái tài sản có giá trị theo cái định giá của tố tụng hình sự, tức là sau khi cái laptop được đem đi định giá thì có giá trị là 5 triệu đồng, thì các cơ quan tiến hành tố tụng ở đây bao gồm có cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án sẽ xử về cái hành vi trộm cắp tài sản. Trở lại vấn đề của vị khách hàng tư vấn của tôi, thì ông bảo rằng là cái giá trị của cái camera theo định giá của tố tụng mà nghe công an nói là 25 triệu thì nó cũng là nằm trong ở cái khung 1. Khung 1 có giá trị từ 2 triệu đến dưới 50 triệu. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái chương trình dân ta phải biết luật ta. Do đó luật sư sẽ nói một cái thuật ngữ và sẽ nói rất chậm để cho tất cả mọi người đều hiểu. Và tôi cho rằng một số những cái tội mà thông thường thường gặp trong đời sống hàng ngày đó là tội trộm cắp tài sản. Đặt thêm một cái vấn đề nữa là vị khách hàng bảo rằng cái bị can này phạm tội khi mà người thân cần thuốc chữa bệnh. Thì thưa quý vị và các bạn, luật cũng có dữ liệu trong những cái tình tiết giảm nhẹ quy định tại điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 mà có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018. Thì các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có cái tình tiết gọi là phạm tội, cái điểm G đó quý vị và các bạn, là phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra. Thưa quý vị và các bạn, thì đây là một cái vai trò gọi là tư vấn để cho quý vị và các bạn biết theo quy định của luật đối với tội trộm cắp với cái tài sản bị chiếm đoạt từ cái khung từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng thì cái khung hình phạt là từ 6 tháng đến 3 năm.
Và cái khung hình phạt này được xem là tội phạm ít nghiêm trọng. Quý vị và các bạn nhé, đây là tội phạm ít nghiêm trọng. Có cái khung hình phạt không quá 3 năm theo quy định của Bộ luật hình sự. Thì hồi nãy cái vị khách hàng cũng hỏi tôi rằng có được án treo hay không. Thì tôi cho rằng là cái việc án treo hay không phụ thuộc vào cái hồ sơ vụ án hình sự. Ví dụ những cái tình tiết được hưởng án treo theo quy định của pháp luật thì là phạm tội ít nghiêm trọng. Thỏa điều kiện rồi ha quý vị và các bạn. Cái khung 1 á, cái khung 1 là từ 6 tháng đến 3 năm là phạm tội ít nghiêm trọng, có nhân thân rõ ràng. Tòa án vẫn tuyên mức hình phạt, giả sử đây là mức tuyên mức hình phạt là 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo chẳng hạn. Thưa quý vị và các bạn, thì trong cái quá trình hành nghề tôi cũng có rất nhiều vụ sẽ được hưởng án treo. Đại khái là một cái vụ như thế này, thì trong cái quá trình mà em đang là sinh viên của đại học, thì trong cái quá trình mà đi chơi giữa với bạn bè thì em đã có cái hành vi gây rối trật tự công cộng. Và kể từ thời điểm cơ quan điều tra khởi tố, truy tố và xét xử thì em được tại ngoại và có cái biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Thì tại phiên tòa tôi đã giúp em bằng cách rằng là nếu như trong trường hợp em bị tạm giam thì em gián đoạn những cái công việc của em. Và như vậy thì nó sẽ trở thành một cái gánh nặng cho xã hội và nó sẽ chặn đứng đi cái tương lai của em. Thì tôi đã giúp em bằng hình thức là thưa quý vị, tòa áp dụng quy định của pháp luật về điều kiện hưởng án treo và nhân thân tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có những cái thái độ thành khẩn khai báo và nhiều tình tiết khác nữa. Và cuối cùng thì tòa án đã cho em được hưởng án treo với mức hình phạt là 9 tháng tù. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì chúng ta sẽ không tránh khỏi mỗi người một cái lĩnh vực. Với ước mong trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta trao gửi cái thông điệp đến cho tất cả mọi người. Có thể các bạn là những người chuyên gia ở cái lĩnh vực luật, cũng có thể các bạn là những luật sư, cũng có thể anh chị là những thẩm phán. Tuy nhiên cũng có thể một số những người xem video này là những người bình dân, những gọi là những người nông dân thuần túy vì một cái lý do khó khăn về mặt kinh tế nào đó, và chúng ta đã trộm cắp tài, người thân của chúng ta đã bị trộm, đã trộm cắp tài sản dẫn đến cái trường hợp cái bị can đó đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng, bao gồm điều tra và viện kiểm sát và tòa án xét xử, thì chúng ta cũng phải biết mức hình phạt như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề thì sau khi được tôi tư vấn về mức hình phạt thì cái vị khách hàng cũng cảm thấy là gật gù. Ông bảo rằng là ít ra ông cũng biết được cái mức hình phạt đối với cái tội trộm cắp đối với người nhà của ông trong trường hợp này. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ rằng là cái nghiệp nó đã gắn vào thân tôi và tôi cũng vui khi đem cái kiến thức cơ bản đến cho mọi người. Nếu quý vị và các bạn có những vấn đề nào về hình sự mà không biết thì có thể gửi ở comment ở phía dưới để tôi có thể tư vấn cho quý vị và các bạn. Dĩ nhiên trong cái thời gian hạn hẹp thì tôi không thể trả lời tư vấn tất cả mọi người được. Nhưng tôi vẫn quý trọng những người tất cả mọi vùng miền đất nước và ngay cả Việt Kiều ở nước ngoài nữa. Cái khung thường tôi tư vấn là từ 8 giờ đến 9 giờ sáng hàng ngày theo số điện thoại để ở dưới đường link ở phía dưới là 0903 392 861. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta.